Long bí bảo đối với bọn hắn có được long chi huyết mạch mà nói còn chân quý hơn bất kỳ thứ gì. Nhiễm dịch càng nói trong lòng càng cảm thấy bất bình, nếu kiện long bí bảo kia cho mình thì thực lực của mình sẽ tăng nhiều a. À. Mỗi lần ý niệm tới đây hắn liền đau lòng một hồi, đây cũng là nguyên nhân hắn đối chọi gay gắt với nhuận tường. Nhuận tường hừ lạnh một tiếng, trong tay lóe lên hào quang rồi biến mất, tựa hồ có một vật xuất hiện thoáng một phát. À, đây là, long bí bảo. Nhiễm dịch mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, hoảng sợ thất thanh nói sao có thể ngươi ngươi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ phụ vương sao lại đưa vật ấy cho ngươi trước chứ trên mặt nhuận tường lộ vẻ mỉa mai cười khẩy nói biểu đệ ngu xuẩn của ta a à, phụ vương của ngươi cho ngươi làm tùy tùng cho ta thật không sai ngươi vẫn không rõ dụng ý thật sự muốn lôi kéo ta của phụ vương ngươi sao dụng ý thực sự lôi kéo trên mặt nghiễm dịch ngốc trệ thoáng một phát sau đó giận tím mặt quát làm càn Phụ vương ta uy chấn Đông Hải, tu vị thông thiên, sao cần lôi kéo ngươi chứ? Trên mặt nhuận tường hiện lên khinh miệt, hư nhẹ nói. Tu vị có thông thiên thế nào cũng chỉ là uy chấn Đông Hải mà thôi, chính hắn cũng biết, cũng không phải uy chấn thiên hạ A. À. Có ý gì? nhiễm dịch vẻ mặt khó hiểu. Lục Điêu thống lĩnh lại lau mồ hôi, trong lòng tâm thần bất định, nghị luận vương tộc Đông Hải như vậy, hắn mặc dù ở bên cạnh nghe đó cũng là tội lớn A, à, nhưng lại không dám đi ánh mắt nhuận từ ngưng lại, nói từng chữ. Bởi vì trận này chiến sự đã làm tốt chuẩn bị triển khai toàn diện, mà một mình đối mặt nhân tộc hắn không có chút nắm chắc, cho nên dùng trọng bảo lưu ta lại. Mâu chốt cũng không phải là coi trọng tài năng của ta, mà muốn ta cũng bị cuốn vào trong chiến sự này, cuối cùng khiến Bắc Hải cũng phải ra tay. Hắn dừng lại một chút, sắc mặt hay đổi mấy lần, hai con ngươi nhìn chằm chằm vào nghiễm dịch, nói. Phụ vương của ngươi không tiếc trả giá lớn như thế cũng muốn đạt được nghe hồng thạch kia, đó đến cùng là vật gì. Thân hình nhiễm dịch chấn động, hoàng sợ lui một bước, cũng không biết là bị nhuận tường nói chấn kinh hay là vì đề cấp đến nghe hồng thạch nên sợ hãi nữa. Thân sắc trên mặt hắn biến ảo bất định nói. Ta chỉ biết vật kia một mực đều ở vương cung đông hải ta, về phần có tác dụng gì ta cũng không biết, nếu thật như người đoán, chàng chiến sự này không phải là hạo kiếp của nhân tộc sao. Nhuận tường thu hồi ánh mắt hùng hổ dọa người, hư lạnh một tiếng, khinh miệt nói tật xấu coi trời bằng vung kia của ngươi thực nên sửa sửa lại, hạo kiếp nhân tộc. Hừ hừ, nếu thật đến trình độ kia, sao không phải là hạo kiếp của hải tộc ta chứ? Trên mặt hắn hiện lên thần sắc hồi tưởng, tựa hồ nhớ tới gì đó, thì thảo nói khẽ. Nhân tộc tài trí vô song, nếu những vật kia lộ ra thì sợ rằng phụ vương của ngươi cũng không lớn mật thế rồi. Đồng tử nghiễm dịch hơi co lại, hỏi. Những vật kia, biểu ca ngươi nói là cái gì? Thân hình nhuận tường run lên, trên mặt hiện lên một tia sợ hãi, tự biết nói lỡ, rất nhanh khôi phục lại lạnh nhạt trước kia nói. Không có gì, ngươi quản tốt mình là được. Vẻ hoài nghi trong mắt nhiễm dịch lóe lên rồi biến mất nói. Biểu ca, ta biết rõ ngươi đã ở đại lục thời gian rất dài, hiểu biết đối với nhân tộc cũng nhiều hơn chúng ta. Nhưng nếu nói nhân tộc có thể uy hiếp được hải tộc chúng ta, không khỏi có chút làm quá đấy chứ. Loại câu hỏi mang tính thăm dò này sao có thể qua được mắt nhận tường, hắn lạnh nhạt nói chỉ mong a à. sắc mặt nhiễm dịch lập tức chìm xuống trong mơ hồ cảm thấy một tia nén giận phẩy tay áo bỏ đi khẽ nói hy vọng biểu ca có thể gánh chịu nổi trách nhiệm phụ vương ta giao phó nếu không ra mặt biểu ca dù dày cũng không nên nuốt long bí bảo nhà ta à. nhuận tường lạnh lùng nói biểu đệ ngươi bỏ cái tâm này đi long bí bảo này đã rơi vào tay ta vô luận như thế nào ta cũng sẽ không nhổ ra ngươi có thời gian dỗi không bằng tu luyện nhiều một chút thủy long chi huyết ta đưa cho ngươi đã dung hợp hết chưa ừ sắc mặt nhiễm dịch cực kỳ âm trầm chính vì nút chừng hai giọt thủy long chi huyết nhuận tường cho hắn thực lực tăng nhiều lúc này mới vẫn muốn một kiện chân long bí bảo lại không nghĩ hoàng cung vậy mà giao nó cho nhuận tường bảo hắn sao có thể không cắm tức nếu không phải đánh không lại người này thì hắn thật hận không thể lập tức đánh chết nhuận tường đoạt lấy tất cả bảo bối vào tay hắn âm trầm mặt bay ra ngoài cung điện đột nhiên một cổ nước gợn ẩn chứa lực lượng rất mạnh tiến đến khiến mấy cây trụ trống trước cửa cung điện đều xoay chuyển cổ lực lượng kia thập phần bá đạo tựa hồ cũng không phải là vì công kích mà là hoàn toàn là phá hư người nào đáng chết nhiễm dịch đang lúc phiền muộn giờ phút này càng nổi giận thân thể hóa thành một đạo quang mang xuyên thấu qua gợn nước kia một trưởng đánh tới tâm địa bành nước chảy trong toàn bộ đáy biển bắt đầu khởi động dưới uy lực một trưởng liền xoay chuyển ngưng tụ thành một thủy cầu ép tới cực hạn nổ bung trước bóng người kia. Bành, lực lượng vô cùng bá đạo nổ tung, đẩy khắp bốn phương tám hướng. Người tới không chút kinh hoàng, thân thể hư hóa lôi đình, nước gợn trực tiếp xuyên thấu qua người hắn. Nhiễm dịch tâm thần chấn động, liền hoảng sợ phát hiện đối phương chạy tới hắn trước mặt, một cước đạp xuống mặt hắn. Hắn hoảng hốt không thôi, một cước kia không có gì đặc biệt, nhưng lại ẩn chứa quy tắc rất mạnh, hoàn toàn tập trung lấy mình, không cách nào tránh đi được. Từ sau khi dung hợp hai giọt thủy long chi huyết kia, tu vi của hắn không chỉ tiến vào võ đế tứ tinh trung dài, hơn nữa chiến lược chân thật còn hơn xa đó, làm sao có thể bị đối phương một cước đạp xuống. Hắn trong lúc khiếp sợ cực độ, long huyết chi lực trong cơ thể lập tức bạo phát ra, làn da trên thân thể lộ ra một mảnh đỏ bừng, hét lớn. Long đằng pháp thân. Dầm dầm dầm. Ở chung quanh hắn truyền đến từng đạo thanh âm thủy bạo, quy tắc tập trung bỗng nhúc nhích, nhiễm dịch vội vàng dốc toàn lực đạp một cái, muốn né tránh một cước kia, nếu để cho người dẫm trên mặt hắn, hắn thân là vương tộc Đông Hải, về sau còn thể diện gì gặp người nữa chứ. Dưới nỗ lực của hắn, thân thể rốt cục thoáng nghiêng ra sau một chút, tuy tránh khỏi mặt, nhưng lại bị dẫm lên ngực. Phanh, một cổ cự lớn chấn nhập trong cơ thể hắn, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều muốn vỡ vụn ra, nhổ ra miệng lớn máu tươi bay ra ngoài, nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Ô, người tới chính là Lý Vân Tiêu, hắn kinh ngạc nhẹ ồ lên một tiếng, không thể tưởng được đối phương dưới một cước của hắn còn có thể né tránh được. Lý Vân Tiêu nhìn màu da đỏ bừng quanh thân nhiễm dịch, có chút lộ ra nghi hoặc, như có điều suy nghĩ. Là ai? Toàn bộ cung điện săn hô đều sụp xuống, bên trong chuyển đến tiếng nổi giận của lục điêu thống lĩnh, hai đạo quang mang vọt ra khỏi cung điện, thoáng cái rừng ở trước người Lý Vân Tiêu. Lục điêu thống lĩnh mặt mũi tràn đầy nổi giận, đặc biệt là thấy sắc mặt nhiễm dịch trở nên trắng, khóe miệng còn mang theo máu tươi, liên tức đến toàn thân run rẩy, khiến vương tộc bị thương, hắn đây chính là tử tội. Nhận tường lại vẻ mặt lạnh như băng, hai đạo ánh mắt lăng lệ ác liệt lướt qua trên mặt Lý Vân Tiêu, tựa hồ muốn xuyên thấu qua cái mặt nạ kia, thấy rõ tướng mạo vốn có của hắn. Lý Vân Tiêu nhìn nhuận tường, liền chuyển hướng Lục Điêu thống lĩnh, nói: Nhất tộc ngươi ở hải vực này có bao nhiêu người? Lục Điêu thống lĩnh sững sờ, ngạc nhiên nói: Ngươi là ai? Sao lại hỏi việc này? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói: Ta lấy tiền tài người khác, định thay người khác tiêu tai, chỉ để tiêu diệt Lục Điêu nhất tộc người. Cái gì? đáng chết đáng chết đáng chết a à. lục điêu thống lĩnh còn tưởng chuyện gì sau khi nghe xong cả người lập tức nổi giận thân thể bỗng nhiên tuôn ra lực lượng cường đại hai tay lăng không chụp lấy liền nắm một cây trường mâu màu vàng nơi tay đâm thẳng tới trường mâu kia chỉ là huyền khí bát dai bình thường nhưng ở trong tay hải tộc đã là thứ như trí bảo trên mũi nhọn lóe lên hàn mang thẳng đến mi tâm lý vân tiêu lý vân tiêu từ đầu đến cuối đều thả lỏng hai tay phía sau thân thể nhẹ nhàng hơi nghiêng liền tránh thoát được lục điêu thống lĩnh không ngừng dâng lên nộ khí nắm binh khí quét ngang mà đến đâm thẳng tới trước ngực hắn lý vân tiêu dưới chân điểm nhẹ thân thể nhẹ nhàng ngửa ra sau chân phải lăng không nâng lên ra dẫm lên trên trường mâu kia đá nó trở về hai lần ứng phó đều hời hợt rơi vào trong mắt lục điêu thống lĩnh khiến lòng hắn sinh ra lòng kiêng kỵ rất mạnh biết rõ người trước mắt này tuyệt đối là kình địch ngươi là lý vân tiêu nhận tường ở bên cạnh lạnh lùng quan chiến đột nhiên sắc mặt đại biến thanh âm cơ hồ thay đổi phát ra từ cổ họng hắn, ba chữ Lý Vân Tiêu càng như con vịt bị người bóp lấy cổ mà kêu lên. Hắn rốt cục nhận ra người trước mắt. Thân hình nhịn không được run rẩy kịch liệt, cảm xúc thoáng cái bắt đầu không thể khống chế được. Thiên chi kiêu tử trong tứ hải, thiên tài tung hoành đại lục nhân tộc cơ hồ khó gặp địch thủ, chính là ăn phải thảm bại đau đớn nhất đời trong tay người này. Trên mặt nhuận tường không có chút máu, còn khó coi hơn cả nghiễm dịch đang bị thương ánh mắt phẫn nộ và âm lãnh của nghiễm dịch thoáng cái trở nên ngạc nhiên hai hàng lông mày nhíu chặt dừng ở gương mặt nhuận tường không rõ hắn vì sao kích động như vậy nhân loại trước mắt này lại có lai lịch ra sao lục điêu thống lĩnh cũng ngừng công kích cảnh giác đứng ở một bên hơn nữa mấy vòi xúc tu trên đầu của hắn cũng đang có chút đông đưa đúng là phương thức truyền âm mà chỉ lục điêu nhất tộc bọn hắn mới có hắn đang điều phối cao thủ đến đây ha ha nhuận tường huynh thành hồng nguyệt từ biệt ta quả thật rất nhung nhớ a à. Lý Vân Tiêu ha ha cười nói, phong khinh vân đạm đứng ở trước mặt ba người. Nhiễm dịch tiến lên, lạnh giọng nói. Biểu ca, ngươi có biết nhân loại này sao? Vừa rồi nhuận tường hô lên ba chữ Lý Vân Tiêu giống như quỷ kêu vậy, hắn cũng không nghe được rõ ràng. Nhuận tường hít một hơi thật dài, hắn dù sao cũng là thiên tài, chậm rãi không chê lấy cảm xúc trong lòng mình, dần dần khôi phục tỉnh táo. Lý Vân Tiêu không chỉ mang đến cho hắn thảm bại và sỉ nhục lớn nhất trong cả cuộc đời này, hơn nữa trong khoảng thời gian gần đây phàm là lúc tu luyện tới cực hạn trong đầu liền sẽ xuất hiện thân ảnh người này cực hạn khó có thể chịu được kia cũng bị hắn vượt qua hắn biết rõ người trước mắt này đã trở thành tâm ma của mình tuy rằng dựa vào tâm ma này tốc độ tu luyện của mình tiến triển cực nhanh đột nhiên tăng mạnh nhưng nếu không diệt sát hắn thì khi đến võ đế hậu kỳ lĩnh ngộ đại đạo trung cực mình sẽ khó mà tiến thêm được nữa cho nên lý vân tiêu phải chết hơn nữa phải là tự tay hắn giết chết tâm niệm thay đổi thật nhanh, bất quá chỉ mấy hơi, nhuận tường liền triệt để bình tĩnh lại, nói. Lý Vân Tiêu, người đời này ta kính nể vốn chỉ có ba, nhưng giờ lại nhiều thêm người nữa. Lý Vân Tiêu, Lý Vân Tiêu. Sắc mặt nghiễm dịch đột nhiên đại biến, kinh hãi nói. Lý Vân Tiêu chính là Lý Vân Tiêu giấu đi hồng thạch. Hắn cũng rốt cục nhận ra được, người này chính là người đã mang đến cho hắn sỉ nhục, sau khi định ra ước hẹn ba tháng lại đổi ý, khiến hắn mất hết mặt mũi trước mặt phụ vương và tất cả huynh đệ. Hơn nữa trong khoảng thời gian này hắn một mực đều cho rằng phụ vương để nhuận tường đến đây chỉ hủy chiến sự, mà mình chỉ là tùy tùng, cũng là vì ước hẹn ba tháng mất mặt kia, trong lòng đã sớm đưa Lý Vân Tiêu vào danh sách tất sát rồi. Lục điêu thống lĩnh cũng toàn thân đại chấn, hắn tuy rằng không biết ân oán giữa người này và hai vị vương tộc, nhưng hắn thân là võ đế cao dài, ở dưới trướng vương tộc Đông Hải cũng là người cực kỳ có phân lượng, biết rõ nguyên nhân gây ra chiến sự lần này chính là Hồng Thạch nghe thấy hồng thạch là bị người này giấu đi mắt càng chừng lớn như lồng đèn gắt gao nhìn chằm chằm vào lý vân tiêu quyết không thể để hắn chạy thoát lý vân tiêu cảm thấy hứng thú nói a không biết là ba người nào đại chiến có tĩnh khí nhuận tường đã triệt để bình tĩnh lại nói vị đầu tiên là người thống ngự toàn bộ tứ hải thiên hạ thần phục hải hoàng đại nhân nghiễm dịch và lục điêu thống lĩnh đều biến sắc ánh mắt lộ ra vẻ sùng kính vô thượng Lý Vân Tiêu duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng lay động nói: chú ý dùng từ là tứ hải thần phục, không phải thiên hạ. Nhuận Tường cũng không tranh luận với hắn, tiếp tục nói: vị thứ hai chính là vương giả Bắc Hải, phụ thân đại nhân của ta. Trên mặt Lục Điêu thống lĩnh vẫn lộ kính ý, chỉ có điều so với lúc nhắc đến Hải Hoàng vẫn kém hơn nhiều, nhiễm dịch thì nhẹ hừ lạnh thoáng một phát, tựa hồ lơ đễnh. Lý Vân Tiêu nói: phụ thân vĩnh viễn đều là thần tượng trong suy nghĩ hài tử, có thể hiểu được trên mặt nhuận tường hiện lên một tia dị sắc nói về phần vị thứ ba liền ở trong thánh vực thần đô nhân tộc các ngươi về phần là ai tự ngươi đoán đi a à, đồng tử lý vân tiêu hơi co lại tựa hồ đang trầm ngâm một hồi mới nói ngươi chỉ chính là nam người trong thánh vực kia hay là ba vị trong thần đô sắc mặt nhuận tường biến hóa ngưng giọng nói ngươi đối với tình huống thánh vực hiểu rất rõ sao lý vân tiêu nói thân vi nhân tộc đương nhiên phải hiểu rõ hơn hải tộc ngươi rồi nhuận tường hừ lạnh nói về phần là ai tự ngươi đoán đi lý vân tiêu nhẹ gật đầu nói không cần đoán đợi lát nữa ta đánh ngươi một trận sẽ trực tiếp siêu hồn ngươi là biết thôi bởi vì ta cảm thấy rất hứng thú với lai lịch huyết mạch của ngươi sắc mặt nhuận tường đại biến kinh sợ nói đáng chết đáng chết a à, lại có cách nghĩ ác độc với ta như vậy lý vân tiêu nhịn không được cười lên nói ngươi cũng năm lần bảy lượt muốn giết ta rồi ta siêu hồn ngươi có gì kỳ quái bất quá ngươi rất biết thưởng thức đấy có thể đánh đồng ta với ba người mà ngươi bội phục nhuận tường nói không cần khiêm tốn nếu ngươi có thể sống đến tuổi như vậy thành tựu cũng không dưới bọn hắn lời vừa nói ra sắc mặt nhiễm dịch và lục điêu thống lĩnh đều đại biến nhuận tường lấy nhân loại so sánh với hải vương thì cũng thôi đi nhưng trong ba người hắn nói lúc trước có hải hoàng đại nhân chủ nhân tứ hải lời vừa rồi đã là đại nghịch bất đạo rồi. Nhiễm dịch kinh sợ nói. Nhận tường, ngươi nói bậy bạ gì đó, lại dám mạo phạm hải hoàng đại nhân. Nhận tường biến sắc, cũng biết mình đã lỡ lời, vội vàng chuyển hướng chủ đề, nói. Đáng tiếc, ngươi không có mạng sống đến tuổi kia rồi. Hai chân hắn thoáng cái rời khỏi đáy biển, cả người lơ lửng trên không trung, thân thể xuất hiện long hóa. Từng khối lân phiến màu vàng hiển hiện trên người, hai tay dài ra móng vuốt sắc bén, trên trán trồi lên long giác, hai tay nắm lấy la hầu chiến thương, trạng thái toàn bộ triển khai rừng ở Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt cười nói, ngươi có lòng tin thắng ta sao? Nhuận tường lạnh lùng nói, trước kia là trên đất bằng, ngươi chiếm ưu thế, bây giờ đang ở trong biển rộng, ta chiếm ưu thế, thắng ngươi có gì khó? Nhiễm dịch trong lòng khiếp sợ, không thể tưởng được khiến nhuận tường trọng thương thành bộ dáng kia dĩ nhiên lại là Lý Vân Tiêu. Hắn nhìn qua nhuận tường long hóa, trong mắt hiện lên một tia thần sắc ghen ghét, nếu mình cũng có được những long chi bí bảo kia thì thực lực nhất định còn trên cả nhuận tưởng. Cũng không cần khắp nơi bị hắn khi dễ như thế, trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ không công bằng. Lục điêu thống lĩnh cũng hét lớn một tiếng, thân hình trong nước trực tiếp bành trướng hơn gấp đôi, nắm kim xuyên quắc mắt nhìn chừng chừng Hơn nữa rất nhiều cường giả cũng nhận được triệu hoán, đã vây kín lấy nơi này rồi. Lý Vân Tiêu nói, cường giả lục điêu nhất tộc đều đã đến đông đủ rồi sao, bớt cho ta phải đi tìm. Lục điêu thống lĩnh giận tím mặt, quát. Đi chết đi. Hắn nắm kim xiên nhoáng một cái, lập tức từng đạo văn nước tản ra trên mũi xiên, hình thành ký hiệu của quái cực lớn, lăng không đánh qua. Chiến lực người hải tộc ở trên biển được tăng lên gấp bội, hú chi còn là võ đế cao dai như hắn, một chiêu đánh xuống như núi cao sụp đổ, thiên địa đứt gãy. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, thoáng cái hóa ra hai mắt như huyết nguyệt, toàn bộ không gian bốn phía lấy hắn làm trung tâm bắt đầu nhanh chóng vặn vẹo một chiêu kia lực lượng phiên giang đảo hải đánh tới khi sắp đánh rơi xuống bị không gian áp xúc biến hình kịch liệt thoáng cái đã hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa cái gì tất cả mọi người đều hoảng hốt nguyên một đám chừng lớn mắt khó mà tin được chuyện trước mắt nhân loại này chưa hề động thủ dĩ nhiên đã khiến cho một chiêu vô cùng bá đạo kia hư không tiêu thất rồi sao tinh thần lực thậm chí có tinh thần lực cường đại như thế sắc mặt dị thường khó coi, cắn răng nói. Ngươi là thuật luyện sư cửu giai sao? Hiện giờ trong lòng hắn ngũ vị tạp trần, vốn tưởng rằng thực lực Lý Vân Tiêu chỉ tương xứng hắn, hiện giờ hoàn cảnh biến hóa. Tính ra thì mình tất nhiên có thể đơn giản bắt lấy đối phương, nhưng không nghĩ tới đối phương lại còn át chủ bài cường đại như thế. Trong hải tộc có rất ít thuật luyện sư, mặc dù có cũng là cả ngày nghiên cứu thuật đạo, có rất ít người đi tu luyện các công kích tinh thần như thế. Cho nên lục điêu nhất tộc và nghiễm dịch đều có chút phản ứng không kịp, mà nhuận tường đã đi lại trên đại lục một thời gian, thoáng cái đã hiểu rõ mọi chuyện. Thuật luyện sư cửu dai sao? Người hải tộc đều hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt thậm chí còn lộ ra tôn sùng. Lý Vân Tiêu nói, nhưng ngàn vạn đừng vì ta là thuật luyện sư mà thương cảm ta đấy. Thái cổ thiên mục nơi mi tâm hắn mở ra, lập tức bắn ra mấy đạo quang mang, một cổ khí tức cường đại phát ra, ngay sau đó mấy đạo nhân ảnh đáp xuống ngay bên cạnh. Cái này, cái này. Tất cả mọi người đều mở to mắt, lúc này ngay cả nhuận tường cũng có chút phản ứng không kịp rồi, mấy người đột nhiên xuất hiện kia vậy mà đều là cường giả võ đế. Qua nhiều quái vật như vậy sao? hắc liên thiểu hoàng thoáng cái kêu lên, gương mặt kinh hãi lập tức trở nên mừng rỡ như điên, cười to nói. Ha ha, rốt cục đã có bia luyện công rồi, lần này có thể hảo hảo thoải mái một chút. Hắn nhìn mặc tiểu xuyên bên người một cái, đắc ý phi phàm nói. Lần này thực lực của ta cũng không phải yếu nhất nha. Lý Vân Tiêu cơ hồ đã thả ra tất cả lực lượng có thể chiến đấu trong giới thần bi, ngoại trừ sư huynh đệ Mạc Tiểu Xuyên và Hắc Liên Tiểu Hoàng gia, còn có tam huynh đệ Câu gia, Huyền Lôi Kinh Vân Hống và Hồ Lô Tiểu Kim Cương, cùng với Đoạn Việt và Nhạc Cửu Lâm đã đạt đến võ tôn đỉnh phong. Còn có một người cao mày, không ngừng cao thấp hoạt động thân thể, trên mặt bất mãn nói: "Ta cũng chưa từng nói qua sẽ giúp ngươi ngăn địch mà." Người này đúng là ác linh đi ra từ người Mạc Tiểu Xuyên. Chuyến đi địa lão thiên hoang trước kia bị bốn gã võ đế cản đường cướp bóc, Lý Vân Tiêu giết chết ba người lưu lại một tên võ đế thực lực mạnh nhất, trực tiếp đưa cho ác linh đoạt xá. Lý Vân Tiêu nói, ta không bảo ngươi ngăn địch, ngươi có thể đi, ta chỉ thả ngươi ra thổ. Ác linh nhìn lướt quá bốn phía, nơi này đã bị vây rậm rạp chẳng chịt, chật như nêm cối, trong lòng một hồi phiền muộn, căn bản không cách nào đi được. Hơn nữa trong lòng hắn cũng không dám tự tiện rời đi, có trời mới biết vi phạm với ý nguyện của người này hắn sẽ dùng thủ đoạn gì đi đối phó với mình. Nhận tường đại nhân, cái này, đây là có chuyện gì? Lục điêu thống lĩnh có chút phát mộng, khó hiểu hỏi nhận tường kiến thức rộng rãi. Sắc mặt nhận tường trầm xuống, trong đầu có một ý niệm điên cuồng nhảy ra khó có thể ức chế, chẳng lẽ là huyền khí siêu phẩm. Ngày đó trên tống Nguyệt xương Thành hắn đã tận mắt thấy yêu tộc bị thương nặng thi triển hồn thiên nghi không phải nói huyền khí siêu phẩm của nhân tộc chỉ có nặc á chi chu sao. Ánh mắt nhận tường nhìn lướt qua, lập tức phát hiện thực lực của những người trước mắt. Trong lòng càng thêm khẳng định trong tay Lý Vân Tiêu có huyền khí siêu phẩm, nếu không tuyệt đối không thể nào giấu nhiều người như vậy được. Một cổ hưng phấn khó tả lan tràn trong lòng, nếu hôm nay có thể đánh chết Lý Vân Tiêu, không những có thể báo thù ngày đó, hơn nữa rất có khả năng tìm về được hồng thạch. Càng khiến hắn thêm kích động mà run rẩy chính là, nếu đạt được huyền khí siêu phẩm, vậy hắn tương lai nhất định sẽ vấn đỉnh thiên hạ a không biết nhuận tường đáp lục điêu nói từng chữ giết toàn bộ một tên cũng không để lại vâng trong mắt lục điêu thống lĩnh hiện lên một tia hàn quang sự xuất hiện của những người trước mắt này khiến ưu thế của bọn hắn thoáng cái giảm bớt thật lớn nhưng vẫn có tin tưởng tất thắng quát giết toàn bộ dầm ào ào hải tộc rậm rạp chằng chịt bốn phía thoáng cái toàn bộ động điên cuồng xông tới chỉ riêng lực nước ép tới đã giống như tấm sắt đặt trên người mọi người khiến bọn hắn đều nhíu mày đoạn việt thoáng cái cười khổ nói vốn tưởng rằng tấn cấp đến võ tôn đỉnh phong hoặc nhiều hoặc ít có thể giúp đỡ tiểu tử ngươi một chút không thể tưởng được địch nhân của ngươi càng ngày càng mạnh thủy trung cản không nổi tiến độ a lý vân tiêu nói thống lĩnh đấu thống lĩnh lâu la đấu lâu la ngươi đối phó những lâu la kia là được rồi trong lòng đoạn việt càng thêm phiền muộn cũng đã là võ tôn đỉnh phong rồi lại còn là lâu la nhưng hắn không thừa thể không thừa nhận sự thật cực độ phiền muộn đánh tới đám hải tộc lâu la kia tất cả mọi người thoáng cái tản ra khỏi lý vân tiêu đánh úp tới hải tộc ở bốn phương tám hướng ngoại trừ lục điêu tộc ra còn có một ít chủng tộc hải tộc khác ở phụ cận nhưng lực lượng đều cực yếu cơ bản chỉ là pháo hồi bành 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 các loại thanh âm âm bạo không dứt bên tai nước biển thoáng cái đa hỗn loạn cả lên bạo tạc trong phạm vi lớn lan tràn Mọi người mặc tiểu xuyên thế như trẻ tre, thoáng cái đã đánh chết mười mấy tên hải tộc, thậm chí một gã võ đế cũng trực tiếp vẫn lạc tại chỗ, khiến đám hải tộc kia sợ tới mức dốc sức liều mạng lui về phía sau, không dám tiến lên nữa. Lục điêu thống lĩnh sắc mặt đại biến, cả giận nói. Tất cả mọi người vây giết, người chạy giết. Những hải tộc kia lúc này mới lấy được dũng khí, nguyên một đám gào thét lớn vọt tới, hai mắt lập tức đỏ bừng. Vài tên võ đế hải tộc càng bạo khởi hai mắt, liên tục ra chiêu giữ tợn, Bằng vào ưu thế tăng trưởng thực lực trong biển rộng, thoáng cái cả đám đã lao tới vây khôn, bắt đầu lâm vào chém giết nhàm chán. Công kích của hồ lô tiểu kim cương tuy không phải mạnh nhất, nhưng lại là cổ máy giết chóc hữu hiệu nhất, nơi đây căn bản không có ai có thể làm bị thương hắn được, từng quyền đánh ra, từng quyền bạo địch. Ba huynh đệ câu ra và ác linh tuy rằng không cam tâm tình nguyện, nhưng giờ phút này mặc dù bọn hắn không ra tay, người hải tộc cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, chỉ đành kiên trì chém giết lục điêu thống lĩnh xem xét đội ngũ của mình lập tức tử thương cực lớn cả kinh toàn thân cự chiến hai mắt phóng hỏa nhuận tường nói lục điêu đại nhân tĩnh tâm lại cùng ta bắt lấy người này nhiễm dịch biểu đệ những cận bã kia do ngươi phụ trách nhiễm dịch hừ một tiếng liền phi thân lên đánh tới những người kia tuy rằng trong lòng của hắn cực kỳ không muốn bị nhuận tường chỉ huy cũng không muốn làm nhân vật lâu la nhưng tình thế bức người thực lực nói chuyện không phải do hắn Lục Điêu thông lĩnh sau khi nghe nhuận tường nói như vậy cũng tỉnh táo lại, phun toàn bộ lửa giận trong mắt tới Lý Vân Tiêu. Ba người lặng lặng mà đứng, nhưng hung hiểm trong đó lại không thua bên ngoài, khí thế trên người mỗi người đều kéo lên tới cực điểm, ép khiến nước biển quay cuồng, cơ hồ hình thành một đạo vòng xoáy lan tràn khắp bốn phía. Người còn lại bị cổ nước biển và khí tức kia áp chế, không khỏi lui về phía sau, càng giết càng xa, toàn bộ kéo đến ngoài trăm thước. Nhuận tường hít một hơi thật sâu, nói, Người đời này ta kính nể có ba là được rồi, không cần thứ tư, cho nên ngươi hôm nay hãy lưu lại vĩnh viễn đi. Chiến thương trong tay hắn xoay chuyển, trực tiếp bước tới Lý Vân Tiêu. Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, lãnh kiếm băng xương thoáng cái hiện ra, hoành kiếm ngăn cản trước người, phanh một tiếng đẩy chiến thương ra. Lực phản chấn cực mạnh trên thân thương khiến hắn không khỏi lui về sau mấy bước, trong nội tâm lộ ra vẻ kinh hãi. Tuy rằng hải tộc ở trong biển rộng có thể phát huy cực mạnh nhưng thực lực nhuận tường giờ phút này tựa hồ còn hơn xa hắn dự đoán. Thân ảnh nhuận tường cực nhanh, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn cả hắn trên đất bằng, mượn lực lần nữa đâm tới Lý Vân Tiêu. Kiếm thế Lý Vân Tiêu dương lên, lăng không dơ lãnh kiếm băng xương ra trước người, bốn phía hiện ra kiếm khí chi hải, hóa ra hơn 10 đạo kiếm hình đồng thời chém lên. Phanh, hai kiện huyền khí chấn cùng một chỗ, phát ra thanh âm thanh thúy, trên chiến thương bay ra một khổ long khí, trực tiếp chấn diệt kiếm hình. Hơn nữa cực lực càng như di sơn đảo hải đè Lý Vân Tiêu xuống vài phần, hai chân trực tiếp dẫm lên mặt đất, lút cả hai đầu gối. Ngay một khắc này, đồng tử lục điêu thống lĩnh phong lớn, tam xoa màu vàng lăng không đâm tới, tốc độ còn nhanh hơn cả nhuận tường. Sắc mặt Lý Vân Tiêu biến hóa, cự lực chuyển ra từ thân kiếm không ngừng tăng cường, rõ ràng là nhuận tường cố ý muốn ngăn chặn hắn để tạo cơ hội cho lục điêu thống lĩnh. Tay trái hắn bấm niệm pháp quyết, nơi mi tâm lóe ra kim quang, bắt đầu trải rộng toàn thân, hóa ra pháp tướng kim thân ba đầu sáu tay. Trong đó một cánh tay điểm tới trước, 11 chui Bắc Thiên Hàn tinh kiếm phá thể mà ra, hóa thành từng đạo kiếm quang chém ra ngoài. Trên mặt Lục Điêu thống lĩnh lộ ra vẻ nhạo báng, kim xoa xoay tròn trên không trung, bay ra nguyên một đám kim cầu tản ra dưới đáy biển. Sau đó nhận tường trên không bắn ra long khí, ở sau lưng hắn hiện ra hư ảnh chân long, uy lực trên là hầu chiến thương tăng gấp đôi, giống như một tòa núi cao ngất chặn lấy Lý Vân Tiêu. Rầm 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 phanh từng thanh trường kiếm chém lên kim cầu lại không công mà lui, bị chấn trở về, bong bong long cong thành một một hàng dài cắm dưới đáy biển. Lục điêu thống lĩnh biến sắc, kim xoa hóa ra mấy đạo quang mang, hơn 10 kim cầu kia lăng không bay lên ra, trực tiếp vây quanh xoay tròn quanh thân Lý Vân Tiêu, đánh xuống người hắn. Thần sắc Lý Vân Tiêu biến đổi, trên một cánh tay hiện ra thiên trùy, toàn bộ quanh thân tụ ra lôi tinh hoàn đánh khắp bốn phía, ngăn trở lại toàn bộ kim cầu kia. Thiên trùy càng trực tiếp biến lớn, đập xuống đỉnh đầu nhuận tường đồng tử nhuận tường đột nhiên co lại lực lượng một búa kia khiến hắn cảm thấy nguy hiểm dị thường chiến thương nhanh chóng thu trở về chắn ngang trước người ngăn cản ầm ầm theo hơn 10 kim cầu quanh thân bị chấn nát cự lực phóng lên trời nhuận tường dưới một búa kia lập tức bị chấn bay thân thể không thể ức chế được bay ngược ra sau lý vân tiêu lập tức hóa thành lôi điện lãnh kiếm băng xương dương lên mà lên phi thân chém ra thẳng hướng nhuận tường kiếm khí ở trong nước giống như cánh hoa tản ra, cuối cùng nhất tụ thành một đường, chém ra nước biển, ở quanh thân hắn là một mảnh chân không không có một giọt nước. La hầu nhất kích Thân sắc nhận tường nghiêm nghị, trên trường thương ẩn ẩn có long hình xoay quanh, ngẩng đầu nhà châu, chân long chi uy gào thét mà lên. Bành, hai cổ lực lượng đụng vào cùng một chỗ, nước biến bốn phía đều thối lui, toàn bộ biển cả chấn ra một khối chân không cực lớn, không ngừng phóng tới mặt biển. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, tay trái đánh ra quyết ẩn điểm xuống thân kiếm, lập tức một đóa băng tinh hiện ra, không ngừng nở rộ. Toàn bộ nhiệt độ bốn phía bỗng nhiên hạ thấp, thân hình nhuận tường run lên, một cổ hơi lạnh thấu xương trực tiếp xuyên thấu long lân của hắn, xâm nhập kinh mạch cốt tủy. Nhất dạ xuân phong bách hoa khai. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, đóa băng tinh kia phanh một tiếng bạo liệt, băng hoa tản ra, toàn bộ sắc thái chung quanh đều trầm xuống, dùng tốc độ cực nhanh đóng băng khắp bốn phương tám hướng, vậy mà thoáng cái đã đóng băng vạn dặm kết sát sóng biển phóng lên trời kia cũng thoáng cái bị đông kết biến thành như núi cao từ đáy biển chọc thẳng bầu trời có ánh mặt trời trực tiếp chiếu dọi xuống đáy biển khiến băng tinh phản xạ ra cường quang cực kỳ chói mắt nhuận tường mà lục điêu thống lĩnh cách đó không xa đều bị đông lại dưới một chiều này phanh ngay khi lý vân tiêu bước ra huy kiếm chém ra băng tinh cắt tới cổ nhuận tường thì cả người nhuận tường chợt khẽ động lập tức làm vỡ nát vô số băng cứng la hầu trường thương kia thoáng cái hóa thành um tùm bạch cốt một cây trường tiên giống như xương sống rồng lượn vòng trước người hắn ngăn trở lãnh kiếm băng xương hảo chiêu sắc mặt nhuận tường phát lạnh long chi xương sống chấn khai lý vân tiêu hóa thành một đầu long ảnh xoay quanh bên người sau đó đều nhảy vào trong cơ thể dung hợp với bản thân hắn một cổ cường đại long khí bắn ra đi ra lập tức chấn khai từng khối băng cứng kia khiến chúng giống như núi cao sụp đổ toàn bộ biển cả lần nữa lâm vào trong vòng xoáy cùng lúc đó lục điêu thống lĩnh cũng chừng lớn mắt hai tay nắm lấy kim xoa dơ lên cao, đâm mạnh tới phía trước. Vô số thủy nguyên tố bị một đạo kim mang cường quyết bổ ra, toàn bộ băng sơn sụp vào trong vòng xoáy cũng bỗng chốc bị chém thành hai nửa, kim mang vọt thẳng đến chỗ Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu một tay bấm niệm pháp quyết, lãnh kiếm băng xương chắn trước người, nước biển bốn phía biến thành một mảnh đen kịt, phảng phất như một lỗ đen thôn phệ hết tất cả ánh sáng, kim mang kia dưới dị tượng này cũng trở nên ảm đạm. Kiếm quyết, tinh diệt, kiếm khí vô tận từ trong đen kịt chém ra muốn phá vỡ hư không biển cả vô cùng vô tận kia va và chạm vào một chỗ với kim mang khiến kình khí bắn ra tứ phương xa xa đám hải tộc phô thiên cái địa vây giết lấy mọi người không ít bị lực lượng bên này ảnh hưởng đến lập tức phấn thân toái cốt chiến trường lần nữa kéo xa ra hắc liên thiểu hoàng có chút lo lắng nhìn qua xa xa nói tiểu xuyên có cần đi giúp vân thiếu không ngươi cẩn thận đừng khiến mình bị thương đã là giúp vân thiếu rồi Mạc Tiểu Xuyên bình tĩnh nói, không hề để ý đến chiến trường bên kia, nhưng tuyệt chiêu trong tay lại càng thêm ngoan lệ, tựa hồ như đã rót tất cả cảm xúc vào trong kiếm quang vậy, khiến đám hải tộc như mọc thành phiến đều trực tiếp nát bấy dưới một kiếm kia. Hắc Liên Thiểu hoàng vẻ mặt do dự, nhưng Mạc Tiểu Xuyên nói cũng không sai, bọn hắn có thể chế trụ những đại quân hải tộc này chính là hỗ trợ lớn nhất rồi. Hắn lập tức hét lớn một tiếng, dưới quyền phong bốn đạo nguyên tố chi lực xoáy lên, đánh vào trong đám hải tộc. Chỉ có loại trình độ này sao? Nếu không thi triển thần thông thì làm sao giết được ta? Lý Vân Tiêu sau một kiếm chợt lạnh lùng mà đứng, khinh thường nhìn hai người phía trước, trong con người hàn quang như nước. Sắc mặt lục điêu thống lĩnh trở nên khó coi đến cực điểm, vốn lúc đầu thấy đối phương chẳng qua chỉ là võ đế nhị tinh. Giết còn không phải dễ như trở bàn tay sao, không nghĩ đến lại khó chơi như thế, hắn lạnh giọng nói. Nếu ngươi đã nóng lòng muốn chết, vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Uống lục điêu thống lĩnh gầm lên một tiếng kim xoa trực tiếp chọc vào bên cạnh tay trái đẩy tới trước một trường vòng xoáy màu xanh lá cây đậm hiển hiện trong lòng bàn tay tản mát ra từng vòng hắc mang trùng khớp với tần suất năng lượng nước biển bốn phía trong lúc nhất thời gợn sóng bắt đầu khởi động càng có một đạo hư ảnh hiển hiện ngay sau lưng hắn chậm rãi mở ra đôi mắt đỏ bừng khí thế hung ác lộ ra trong hư ảnh kia truyền đến khí tức cực kỳ thô bạo chính là một loại hung thú đồ đằng cường đại nào đó hơn nữa lục điêu thống lĩnh giờ phút này tựa như đã dung làm một thể với nước biển bốn phía, mỗi một cái hô hấp đều như chập trùng cùng nước biển, khí tức càng ngày càng mạnh. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, nếu tùy ý để hắn vận chiêu thì sợ rằng mình sẽ phiền toái, hắn lập tức hóa thành một đạo lôi quang vọt tới, cả người bành trướng gấp mấy lần, một vòng lôi tinh vờn quanh thân, ma ha cổ tự cực lớn hiển hiện trên búa, đột nhiên đánh xuống dưới. Một cổ lôi đình lao ra khỏi người Lý Vân Tiêu, trực tiếp phá vỡ toàn bộ nước biển, thậm chí vọt lên cả mặt biển, chấn lên trời cao. Lục Điêu thống lĩnh trợn mắt tròn xoe, lộ ra thần sắc Lý Vân Tiêu, tay phải bấm niệm pháp quyết, tay trái trực tiếp vỗ ra, nên hướng lôi đỉnh kia. Rầm 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 phanh. Từng đạo lôi đỉnh trùng kích càng ngày càng mạnh, không ngừng điệp ra xuống, uy lực tăng cường thêm gấp mấy lần. Lôi tinh hoàn kia cũng hoàn toàn mở rộng ra, đẩy bước biển ra đến mấy chục thước, toàn bộ mặt biển cũng theo đó dâng cao lên. Sắc mặt Lục Điêu thống lĩnh đại biến, lúc trước tiếp được lôi đình tiếp được cảm giác dường như cũng không mạnh lắm lại không nghĩ tới chỉ nửa lượt hô hấp đã cường đại hơn không biết bao nhiêu lần khiến chân nguyên trong tay hắn toàn bộ đều bị đánh tan hơn nữa lôi đình chi lực đối với chủng tộc thâm hải như bọn hắn mà nói vốn đã có lực áp chế tự nhiên sau khi đánh tan nguyên lực trên tay hắn còn chấn vỡ cả chân nguyên hộ thể của hắn nữa trong danh giới như ngàn cân treo sợi tóc kia đồ đằng sau lưng lục điêu thống lĩnh tựa hồ phát uy lên nó mở ra cái miệng lớn trong miệng phát ra một hồi chiến minh La 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 la. Tiếng kêu to bé nhọn trực tiếp đẩy lôi đình chi lực ra, lực sóng âm cực lớn truyền tới từ búa của Lý Vân Tiêu khiến cả người hắn cũng như bị đánh bay mất. Hơn nữa tạp âm vọt vào tai khiến đầu hắn như muốn nổ tung ra vậy. Mẹ nó, đây là thứ quỷ gì thế? Lý Vân Tiêu tức giận mắng một tiếng, trên mặt hoảng hốt, đồ đằng này chẳng qua chỉ mới hiển hóa ra một bộ phận. Chỉ dựa vào tiếng thét dài từ miệng mà đã có được uy thế như vậy, nếu cả bản thể đều hiển hóa ra thì có còn cho người sống người không chứ? Phốc, lục điêu thống lĩnh phun ra miệng lớn máu tươi, công kích vừa rồi đã khiến tâm mạch hắn bị chấn thương. Mới đi dạo một vòng về từ quỷ môn quan khiến hắn cảm thấy cực kỳ sợ hãi, hai tay vội vàng bấm niệm pháp quyết, không ngừng gia tăng đồ đằng chi lực ở sau lưng.